Quảng Ngãi, thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn Thiên Ấn Riverside. Sáng ngày 14 tháng 7, tại khách sạn Thiên Ấn Riverside, thành phố Quảng Ngãi, Ban chỉ đạo phòng cháy và chữa cháy tỉnh đã tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ, có huy động lực lượng, phương tiện của nhiều cơ quan, tổ chức tham gia. Yêu cầu đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cơ sở tập trung lực lượng triển khai cứu nạn cứu hộ theo phương án. Ngay sau đó, đồng chí giám đốc khách sạn đã tập hợp đội viên của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở cho triển khai lực lượng phương tiện tại chỗ sự cố, sau đó di dời tài sản, phối hợp hướng dẫn thoát nạn. Hai đội viên tiến hành hướng dẫn thoát nạn tại khu vực cầu thang bộ tầng 2, hai đội viên hướng dẫn thoát nạn tại khu vực cầu thang bộ tầng 1, bốn đội viên thực hiện nhiệm vụ di dời tài sản tại tầng 2 ra khu vực an toàn, bốn đội viên di chuyển tài sản tại tầng hầm, tầng 1, tầng 2 ra khu vực an toàn, bảo vệ tài sản, cứu được, không để kẻ gian lợi dụng sự cố tai nạn để trộm cắp tài sản. Hai đội viên đón xe cứu nạn cứu hộ, xe chữa cháy và các lực lượng tham gia phối hợp cứu nạn cứu hộ chữa cháy như hướng dẫn đường đi, vị trí đổ xe thuận lợi. Sau khi nhận hiện trường, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tài sản cũng như hỗ trợ cho lực lượng cơ sở đưa người bị thương lên xe cứu thương. Về phía Ủy ban nhân dân phường Lê Hồng Phong, sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường đã điều động lực lượng dân phòng đến hiện trường tham gia cứu người cứu tài sản, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân. Theo kịch bản, tại khách sạn Thiên Ấn Riverside có xảy ra một vụ nổ. Vụ nổ làm nhiều người bị thương và mắc kẹt tại các tầng của khách sạn. Cụ thể, có 4 người bị thương nặng, 4 người mắc kẹt trong thang máy, 6 người bị thương không tự đi lại được và 22 người bị hoảng loạn, đang mắc kẹt trên các tầng của khách sạn, không thể tự thoát nạn. Trong quá trình thực hiện cứu nạn cứu hộ, các lực lượng không phát hiện đám cháy âm ỉ tại tầng 2 do vụ nổ gây ra. Khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh tổ chức đưa hết các nạn nhân bên trong ra ngoài thì đám cháy bùng phát mạnh, gây cháy lan lên tầng 3, tầng 4 và các tầng trên của khách sạn. Ngay lúc này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các cơ quan tổ chức của tỉnh, Phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đến hiện trường vụ nổ và đang tiếp nhận quyền chỉ huy cứu nạn cứu hộ. Có vụ nổ tại tầng 2 của khách sạn Thiên Ấn. Chúng tôi đã cứu được 2 người bị thương. Còn lại công tác cứu hộ đã được triển khai. Đồng chí thông tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng nhận định đây là vụ nổ. Tại thời điểm xảy ra sự cố, hệ thống cầu thang bộ thoát nạn ngoài nhà bị hư hỏng. Các vật dụng, cấu kiện xây dựng ngã đổ, che chắn các lối cầu thang bộ thoát nạn phía đông của khách sạn. Chính vì thế, việc di chuyển thoát nạn qua lối cầu thang bộ là rất khó khăn và không đảm bảo an toàn. Sau nhiều giờ kiên trì, mưu trí triển khai các biện pháp kỹ năng, chiến thuật để cứu người, cứu tài sản và chữa cháy của các lực lượng tham gia tại hiện trường, các nạn nhân đã được đưa đến nơi an toàn. Tầng 2, tầng 3 và các tầng trên của khách sạn.
như chúng ta quan sát trên hiện trường ngay lúc này, các nạn nhân tại các tầng cao đã được các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn. Đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn, không còn khả năng cháy lại. Buổi thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn Thiên Ấn Riverside đã huy động 170 người với các lực lượng từ cơ sở, các lực lượng của công an tỉnh, sử dụng 20 phương tiện chuyên dụng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Việc tổ chức thực tập phương án cứu nạn cứu hộ có huy động lực lượng, phương tiện của nhiều cơ quan, tổ chức tham gia nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của người đứng đầu, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Qua đó, tăng cường kỹ năng chủ động, phối hợp với các lực lượng để xử lý các tình huống, sự cố, tai nạn xảy ra, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.